Sau khi nghiên cứu thành công trên động vật, Viện Vắc và Sinh phẩm Y tế (IVAC) đề nghị Bộ Y tế cho phép thử nghiệm vắc xin COVID-19 Covivac trên người tình nguyện vào tháng 1 năm 2021, sớm hơn gần 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Theo Viện Vắc và Sinh phẩm Y tế, vắc xin COVID-19 Covivac sẽ được chia ra nhiều hàm lượng liều khác nhau, ứng với liều tiêm khác nhau và được thử với nhiều nhóm đối tượng qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ kết thúc vào tháng 4 năm 2021. Nếu kết quả của ba giai đoạn đều tốt, vaccine COVID-19 thứ hai của Việt Nam sẽ ra mắt thị trường vào khoảng cuối năm 2021.